Rồi mình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay các bạn biết mình làm món gì không nào? Hôm nay thì mình làm món là phổi heo xào sả ớt với lá me nha các bạn. Đây là phần lá me nè, mình đã sắc nhỏ ra. Cái phần sả và ớt mình cũng đã băm ra luôn rồi nha các bạn. Đó, cái phần phổi heo này thì mình mua về, mình bóp thật là kỹ nha các bạn. Bóp qua muối thật là kỹ luôn. Bữa nay mình bóp rồi mình cắt ra miếng vừa ăn như thế này luôn rồi. Còn đây là cái phần tỏi và hành tím mình cũng đã băm ra để một lát mình phi cho nó thơm rồi bắt đầu mình xào. Đây là cái phần hành lá nè, để một lát mình cho vô trong cái phần phổi heo luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình bắt đầu đào mình xào nha các bạn. Đây, mình cho cái phần dầu vô, dầu nóng thì mình cho cái phần hành tím vô trước. Cái phần hành tím nó lâu thơm, vàng thơm thì mình cho cái hành tím vô trước rồi mình cho cái phần tỏi vô sau. Cái phần hành tím nó dậy mùi thơm lên, mình cho cái phần tỏi vô luôn. Rồi hành tỏi đã thơm thì mình cho cái phần phổi heo vào. Cái phần phổi heo thì nó săn lại hết thì mình cho miếng nước vào để cho cái phổi nó chín nha các bạn. Rồi mình nêm nếm gia vị vô cho cái phần phổi nó được thấm gia vị nó ngon nha các bạn. Mình xào rồi cho nó cạn nước chút xíu rồi mình mới xo sả và lá me vào. Rồi cái phần phổi heo nó sôi hồi nãy giờ nó cũng đã chín rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình cho cái phần sả và lá me vô luôn nha các bạn. Cái món để thay đổi khẩu vị ăn cơm rất là ngon nha các bạn. Cái này là các món ăn cơm của gia đình mình hàng ngày thôi, lâu lâu mình phải đổi những món gì ăn cho nó đỡ ngán các bạn. Mình xào rồi chín rồi cái phần phổi heo này nó chín nha. Mình nêm nếm lại cho vừa ăn với khẩu vị của gia đình mình luôn các bạn. Rồi thêm tí xíu là gì ngon nữa. Cho chút tiêu vô cho thơm. Phần phổi của mình như thế là được rồi. Bây giờ mình cho cái phần hành lá vô mình xào lên cái nữa là được nha các bạn. Cái phần phổi heo của mình như thế là được rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình múc ra đĩa và thưởng thức được rồi các bạn ơi. Rồi cái như thế là cái món phổi heo của mình là phổi heo xào
Sả ớt và lá me của mình như thế này là đã xong rồi nè các bạn. Rồi mình cũng cảm ơn tất cả các bạn trong suốt thời gian qua đã ủng hộ mình. Các bạn xem video của mình thấy hay thì cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Rồi mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những món ăn kế tiếp.